Xin chào tất cả bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu biệt thự đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì cứ đến hẹn lại lên và giữ đúng tinh thần lời hứa là hàng ngày vào 20 giờ tối hàng ngày, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp, có thể là mẫu nhà vườn, mẫu biệt thự hoặc là mẫu nhà ống trên kênh Kisato. Thì các bạn chỉ cần lên trên YouTube gõ Kisato, ấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được những video chia sẻ mà chúng tôi chia sẻ thường xuyên trên kênh. Thì trên kênh của chúng tôi gồm review những cái mẫu nhà mà chúng tôi thiết kế trên bản vẽ và những cái mẫu nhà mà thực tế sau khi những cái mẫu thiết kế của chúng tôi được các gia chủ xây dựng xong ở trên khắp 63 tỉnh thành. Và hiện nay công ty chúng tôi là công ty có cái lượng chia sẻ thường xuyên và nhiều nhất trên internet hiện nay, nên các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký chuông thông báo để nhận được những chia sẻ thường xuyên này. Và quay lại chủ đề chia sẻ ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng mái Thái được công ty chúng tôi thiết kế cho một gia chủ ở khu vực Nam Định. Thì sau đây xin mời các bạn ngắm qua cái phối cảnh phía bên ngoài công trình. Khi mà chúng tôi về khảo sát thiết kế cho gia đình nhà anh, thì anh yêu cầu chúng tôi, gia chủ tên là Việt các bạn nhé, anh Việt yêu cầu chúng tôi là phải thiết kế cho anh một căn biệt thự 2 tầng ở trong cái khuôn viên, nó cũng gọi khá khiêm tốn mới làm biệt thự như thế này. Và đặc biệt là làm sao mà phải tận dụng được cái khu vực bếp. Đấy, anh sẽ cải tạo cái nhà này thành một khu vực bếp đàng hoàng. Đây là cái bếp cũ rồi, thì anh muốn giữ nguyên lại và cải tạo lại nó thôi. Đấy, và gắn liền luôn vào cái khu vực biệt thự 2 tầng mái Thái này. Đấy, và bếp nó sẽ được ở cái khu vực cải tạo nhà cũ này. Và làm sao mà khi mà công trình biệt thự lên thì nó phải tương đồng với khu vực bếp và nó không bị gì ạ? Đấy, không bị cái khu vực bếp này nó che đi những cái điểm khiếm khuyết. Đấy, chứ không nếu mà chúng ta xây dựng công trình mới lên mà để những công trình cũ lấn át thì nó sẽ rất là xấu, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái sản phẩm mà chúng tôi tạo ra. À, các bạn nhìn thấy là rất là hài hòa. Đây là khu vực bếp đây, để tí nữa tôi sẽ chia sẻ sâu cho các bạn. Đấy, thì anh ấy thích cái phong cách là biệt thự hai tầng mái Thái theo kiểu hiện đại Nhật, thì chúng tôi thiết kế cho anh ấy những cái tông màu rất trẻ trung như màu trắng và những tông màu xanh. Đấy, thì mái ngói toàn bộ là chúng tôi sử dụng tông màu xanh, và hiện nay thì chúng tôi thường tư vấn cho khách hàng là sử dụng ngói romantic, thì đây là những cái loại ngói mà có cái độ bền về màu theo thời gian rất là tốt và rất là bền. Thì các bạn có thể tham khảo ở trên mạng về cái loại ngói này. Đặc biệt các bạn không nên sử dụng những cái loại ngói rẻ tiền, tại vì nếu chúng ta sử dụng ngói màu thì chúng ta dùng cái loại rẻ tiền thì nó sẽ bị bay màu theo thời gian rất là nhanh. Nên sử dụng những cái loại ngói có cái chất liệu sơn tốt, tại vì ngói màu cái phần chất liệu sơn là cái điều có quan trọng nhất ở cái quy trình của họ. Đấy, thì đấy là cái điều mà tôi chia sẻ thêm về cái phần mà ngói để các bạn có thể tham khảo. Đặc biệt công trình này thì từ cốt sân lên đến cốt nền nhà thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ là 3 bậc. Đấy, như các bạn nhìn thấy trên hình này. Đấy, và toàn bộ khu vực mặt bậc của bậc thì chúng tôi sử dụng ốp và lát đá màu đen. Đó. Ở trong một cái khuôn viên khiêm tốn như này thì chúng tôi tạo hình khối là chữ L và đua cái khu vực sảnh ra. Thứ nhất là để tạo ra cái sự lồi lõm về mặt hình khối cho công trình, để công trình có một cái hình khối nó hài hòa. Cái thứ hai nữa là tận dụng được hết cái thế đất của công trình trong một khuôn viên sân vườn như thế này. Đó. Ở đây thì chúng tôi cũng làm các cái ban công dưới khu vực cửa sổ để đưa cái không gian cây xanh, làm các cái bồn hoa, đưa không gian xanh lại cho công trình. Rồi các bạn có thể ngắm thêm các góc nhìn khác của công trình này nhé. Đây là góc nhìn trực diện. Ok, toàn bộ chất liệu cửa đi, cửa sổ gia chủ là bằng gỗ. Và chúng tôi tư vấn cho gia chủ là phần cửa sổ là gỗ kính thì nó sẽ phù hợp với phong cách hiện đại hơn, và sau này thì gia chủ sẽ sử dụng là rèm và rèm hai lớp ở bên trong. Đó, đây là tổng thể từ trên nhìn xuống của công trình. Các bạn có thể là xem qua một cái đoạn video mà chúng tôi gen cho gia chủ cho chi tiết thì các bạn nhìn nó kỹ hơn. Đấy, chúng tôi sẽ gen một cái video như thế này cho gia chủ. Đấy, các bạn có thể quan sát được ở mọi góc độ khác nhìn khác nhau, và bạn có thể dừng hình TV hoặc là điện thoại ở bất kỳ một cái khung nhìn nào để ngắm kỹ cái mẫu biệt thự này. Và nếu các bạn thích cái mẫu biệt thự này thì alo cho chúng tôi. Thì tất cả những cái mẫu nhà chúng tôi chia sẻ trên kênh thì không có mẫu nhà nào giống nhà nào cả, tại vì mỗi một nhà nó sẽ có một cái bài toán và một cái lời giải khác nhau mà cần phải giải cho công trình đó, giống như cái công trình của anh Việt ở đây. Thì bài toán của chúng tôi là phải xử lý làm sao đẹp, nổi bật và phải phù hợp với cái công trình nhà cũ. Đấy, trong một khuôn viên sân vườn nó cũng khá khiêm tốn như thế này. Thì chúng tôi đã giải quyết được bài toán này, và anh rất là ưng hài hòa về cái phương án mà chúng tôi đưa ra. Và sau khi công trình này xây xong thì chúng tôi sẽ quay lại review cho các bạn, để các bạn sẽ thấy là sẽ thiết kế và thực tế nó sẽ như thế nào. Nên tôi đảm bảo công trình của anh mà anh thi công đúng bản vẽ thì công trình
thực tế nó sẽ còn đẹp hơn so với thiết kế rất là nhiều. Ok, bây giờ các bạn cùng tôi khám phá cái công năng của công trình này nhé. Thì ở mặt bằng kiến trúc tầng 1 của công trình, chiều ngang cái khu vực gì ạ? Khu vực biệt thự ở chỗ vực sảnh chính á, là 10m98, chúng tôi chia làm 4 lấy trục. Còn chiều sâu của công trình là 8m6, chúng tôi chia làm 3 lấy trục. Và đây kế bên là công trình nhà ăn, tức là nhà cấp 4 cải tạo lại thôi. Đấy, kế bên sát bên luôn. Đấy, các bạn đã nhìn ở trên hình ở đây. Đó. Thì ở đây thì anh yêu cầu chúng tôi là vừa là ăn và vừa là để xe luôn. Ví dụ nhà có công chuyện là anh có thể là phi thẳng vào xe ở đây. Thì đây là lý do tại sao chúng tôi làm cái cực quấn ở đây. Đấy, còn chủ yếu là để xe máy ở trong nhà thôi cho đỡ mưa. Đó, và bảo vệ tài sản luôn. Còn ô tô thì anh sẽ để ở bên ngoài. Đó, sẽ tính sau khi mà có điều kiện mua ô tô. Thì dưới tầng 1 này thì anh yêu cầu chúng tôi cần một phòng khách. Thì chúng tôi thiết kế cho anh một khu vực phòng khách ở đây. Đây. Đấy, toàn bộ cái không gian phòng khách đây tôi sẽ đo diện tích cho các bạn xem nhé. Các bạn đợi tôi một chút. Cho các bạn xem luôn cái diện tích của khu vực. À, tôi tính đến cái phần mép của thang này thôi nhé. Ok. Tôi sẽ ẩn đi cho bạn một chút. Đấy, nó rơi vào 37. Sorry mọi người, tôi đo lại. À, tôi chia lại không gian này. Đấy, nó rơi vào 21,33. 21,33. Đấy, chưa kể đến cái không gian cầu thang nhé, 21,33 khu vực phòng khách, cửa sổ nhìn ra bên hông, đấy, cửa chính, tivi chúng tôi để đây, thiết kế để đây. Đến là cầu thang, tiếp đến bên trong thì anh yêu cầu chúng tôi là thiết kế cho anh ấy một phòng ngủ. Thì phòng ngủ này chúng tôi thiết kế cho anh ấy là 12,78m². Đó, thì dưới là anh yêu cầu chúng tôi là phải có hai phòng ngủ, đấy, thì chúng tôi thiết kế thêm cho anh một phòng ngủ nữa. Đối xứng sang cái khu vực hành lang 1m3 thông thủy là cũng là gần 13m², 12,98m². Đấy, và cái hành lang thông thủy 1m3 đi xuống là khu vực bếp cộng ăn. Các bạn bếp cộng ăn đây, và vệ sinh anh cũng tách riêng khỏi nhà này. Đấy, vệ sinh anh tách ra. À, và là một cái lavabo phía bên ngoài cái khu vực để xe. Đấy, thì được cái khu vực bếp cộng ăn rất là rộng rãi thoải mái. Như vậy, không tính khu vực bếp cộng ăn mà cải tạo thì diện tích của công trình biệt thự xây dựng mới đã rơi vào khoảng tầm 90m² các bạn nhé. Đấy, gần 90m² rồi, gần 90m² trong một sàn. Ok, các bạn có thể xem cái mô hình 3D mà chúng tôi chia sẻ đây. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là dễ. Sảnh chính đi vào đây, ba bậc đi lên. Đấy, khu vực phòng khách gần bao nhiêu mét vuông ạ? Gần 22m² đấy ạ. Đó, cầu thang đây. Đi vào đây là hai phòng ngủ đối xứng nhau. Đi thẳng vào bên trong là cái hành lang đi xuống cái khu vực bếp cải tạo, bếp, phòng ăn, vệ sinh. Đó, cái chỗ cửa ở đây thì chúng tôi mở cửa có thể đi vào bếp hoặc là để thẳng vào cái khu vực để xe trong nhà. Ok, các bạn hãy dừng hình tivi hoặc điện thoại để ngắm kỹ lại cái không gian của công trình này ở các góc nhìn khác nhau. Đấy, khi mà các bạn sử dụng tivi kế chúng tôi thì chúng tôi khác cái đơn vị khác là chúng tôi sẽ show cho các bạn toàn bộ không gian dưới dạng trực quan như thế này. Rồi, tiếp đến cái không gian của tầng 2. Tầng 2 ấy, thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ đó là hai phòng ngủ nữa để đúng theo yêu cầu của anh và một khu vực phòng thờ. Phòng thờ chúng tôi ưu tiên để trước và hướng này chúng tôi đã xem theo tuổi gia chủ. Đấy, khuôn viên phòng thờ là 5,46m² từ cái khu vực bức tường này. Đấy, chúng tôi không làm cửa, chúng tôi xây bo vào để tạo ra sự kín đáo thôi chứ không làm cửa. Đó. Đây có cái cửa sổ đây để thông thoáng khi thắp hương khói. Cửa sửa sổ ở phía bên ngoài hành lang nữa. Đó. Để lấy sáng cho khu vực hành lang này. Đây cũng có nên hành lang này rất thông thoáng. Đấy, hành lang giao thông giữa các phòng. Và một phòng ngủ số 3 là 8,66m² kế bên khu vực phòng thờ. Và một phòng ngủ số 4 là 12,98m². Đấy, thẳng cái phòng ngủ số 2 lên đấy ạ. À, đối xứng sang là khu vực vệ sinh chung và một khu vực sân phơi 7,3m². Đó, các bạn có thể xem khi mà chúng tôi cắt cái mô hình 3D ra cho bạn nhìn nhé. À, các bạn đợi một chút tôi sẽ cắt cái mô hình 3D để cho các bạn thấy được cái không gian trực quan của cái công trình này. Khi mà các bạn sử dụng dịch vụ thiết kế bên công ty chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy mọi ngõ ngách cũng như không gian sử dụng trong công trình của bạn rất là trực quan, sinh động và giúp cho ngay cả một người thân của bạn không làm trong nghề xây dựng có thể hiểu được cái bộ hồ sơ, cái bản vẽ này. Đây, không gian trực quan này các bạn có thể xem. Đó, cầu thang đi lên trên hành lang thông thủy 1m3 đi thẳng lên là khu phòng thờ, phòng ngủ số 3, đây phòng ngủ số 4, vệ sinh chung ở đây.
Đó, phòng ngủ và cái hành lang này thì nó đi ra ban công khu vực sảnh chính. Đó, và đây là kế bên khu vực vệ sinh chung là một cái sân phơi. Đó thì các bạn rất là dễ hình dung trực quan đúng không ạ? Đấy, khi mà dùng dịch vụ thiết kế của chúng tôi thì sẽ nhìn ra được toàn bộ không gian như thế và rất là trực quan. Đấy, chứ không giống như các đơn vị khác thì xem cho các bạn xem một cái bản vẽ dưới dạng 2D không thể là tưởng tượng được đúng không ạ? Và rất là bị bỏ sót khi mà các bạn muốn chú ý đến những cái tiểu tiết, những cái chi tiết thì khi sử dụng chúng tôi, công ty chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp các bạn hình dung ra được và tất cả thành viên gia đình đều có thể đóng góp ý kiến và hình dung ra được cái không gian của mình sau ngày sau đi lên thực tế như thế nào. Ok, thì hy vọng là các bạn thích cái mẫu nhà vừa rồi. Và nếu các bạn mà thích mẫu nhà này thì cứ liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn thêm cho các bạn, hoặc là các bạn cần dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp mà thiết kế cho các bạn một ngôi nhà của riêng bạn và khác biệt, độc lạ, đúng theo sở thích của mong muốn của bạn thì cũng alo cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn thì quý khách hàng. Hiện nay chúng tôi thiết kế với 10 bước gồm kiến trúc, kết cấu, điện, nước, optech, vật tư, dự toán, ảnh 3D, review pro, giám sát việc tác giả. 10 bước này tương ứng với 10 bộ phận để tạo ra một bộ hồ sơ thiết kế cho quý khách hàng. Hiện nay công ty chúng tôi thì phục vụ ở 63 tỉnh thành. Trụ sở chính của chúng tôi miền Bắc là khu đô thị Sa La, Hà Đông, Hà Nội. Còn ở miền Nam là khu đô thị Park Riverside, quận 9, phường Phú Hữu, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có thể tỏa đi tất cả ngóc ngách ở trên mảnh đất chữ S này để phục vụ khách hàng. Chỉ cần các bạn sẵn sàng thì chúng tôi sẽ lên đường để phục vụ khách hàng, và đấy cũng là điểm khác biệt của công ty chúng tôi so với những công ty khác. Là chúng tôi có lực lượng kiến trúc sư, kỹ sư rất đông đảo và giàu kinh nghiệm, đã làm rất là nhiều các công trình ở 63 tỉnh thành, thì đấy cũng là một cái lợi thế độc đáo mà các bạn lên xem xét khi lựa chọn công ty chúng tôi thiết kế cho công trình ước mơ của bạn. Hoặc các bạn có thể tham khảo thêm nhiều cái mẫu biệt thự đẹp khác ở website là mẫu biệt thự đẹp.net, tôi nhắc lại là mẫu biệt thự đẹp.net. Chúng tôi chia sẻ rất là nhiều các mẫu biệt thự chúng tôi thiết kế ở 63 tỉnh thành. Hy vọng là các bạn thích những chia sẻ vừa rồi, và đừng quên đăng ký kênh. Nếu thấy mẫu nhà vừa rồi đẹp, hữu ích thì các bạn hãy nhớ share cái video này cho bạn bè của bạn, hoặc là share lên tường để lưu lại khi các bạn cần làm nhà nhé. Xin chào.